Hello và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Dũng Long Mango đây các bạn ơi. Và chào mừng các bạn đã đến với game ngày hôm nay nha, Anime Fighting Simulator, một tựa game khá là quen thuộc trên kênh của mình luôn ha các bạn. Rồi ok, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần chơi game này nha. Rồi thì chắc là bây giờ không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào. Và trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho Dũng cử vĩ một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì vào video thôi các bạn ơi. Thì hiện tại là mình đang đứng ở ngay cái sảnh các bạn. Và bây giờ mình mới để ý là hiện tại mình đang có cả 4 cái viên lục đạo nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Trời đất ơi, ở tập trước hình như là đâu có đâu đúng không? Bây giờ nó mới hiện ra 4 viên nè mọi người. 1, 2, 3, 4. Hình như là mình cần tới 6 viên hay sao á. Thì mới full hay sao á. Theo mình nhớ là vậy. Rồi không biết là có phải không nha. Rồi thì đến hạn lại lên. Thì bây giờ mình sẽ mua cái này nha các bạn. Mỗi ngày tôi vô tôi chỉ mua cái này thôi các bạn. Đó, chỉ để quay thôi mọi người ơi. Và hy vọng là trúng cái quân đi. Trúng cái quân đi. Trúng cái quân đi. Trúng. Trúng. Oh, mình trúng nhảy cao các bạn ơi. Ây da, vậy là mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lần quay nữa thì mình mới có thể full toàn bộ cái vòng này. Và khi full thì mình không biết là sẽ có làm mới cái vòng này tiếp vòng gì nữa không nha các bạn. Thì đây chúng ta có thể đọc nè, điều lệ rồi cửu vĩ cấp S. Rồi thì không biết là các bạn đã lên tới sức mạnh chiến lực bao nhiêu rồi. Thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Thì mình hiện tại là 1.3B các bạn ơi. 1.3B cũng khá là non đối với mình hiện tại trong server đó các bạn. Bởi vì sao? Hiện tại mình chỉ có top 3 thôi các bạn. Và có một thanh niên top 1 luôn các bạn ơi. 1E luôn nè các bạn. Hình như là 1000B thì mới lên được 1E các bạn ơi. What the hell thiệt ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình nha. Ok, hiện tại có một ông top 4 đang đuổi sát mình luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp kỹ năng cái đã anh em ơi. Cái này không phải, không phải, không phải. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp thuộc tính mới đúng. Đó, nâng cấp thuộc tính nè. Nâng cấp thuộc tính nè. Mình sẽ sử dụng vé nha các bạn. Chứ sử dụng tiền nó tham quá các bạn. Nó tốn kho kiểu như là nó không đủ tiền các bạn. Cái gì mà cả tê tỷ luôn các bạn ơi. Đây nè. Đó, một lần nâng tới 1 chấm mấy tê mà mình chỉ có 2 tê mấy là kiếm muốn lòi bản họng luôn á mọi người. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ đi luyện tập nha mọi người. Đó, mình sẽ đi luyện tập để mà mình hoàn thành nhiệm vụ và kiếm tiền thôi các bạn ơi. Và mục đích ngày hôm nay là mình cũng muốn là xem thử cái thanh niên 1E là nó sẽ như thế nào nha mọi người. Rồi để coi 1E nó đang ở đâu ta. Ồ, phát hiện ra một tê ở đây rồi, nhưng mà tê nó khá là cùi luôn các bạn. Rồi để mình đi xuống đây xem như thế nào nha. Bây giờ mình mới phát hiện ra chúng ta có thể điều chỉnh cái đồ họa nè các bạn. Nhưng mà khi mà điều chỉnh á, mình thấy nó hơi sáng sáng các bạn, nó hơi chói chói. Không biết là các bạn thích cái nào thì các bạn nhớ bình luận bên dưới nha. Nhưng mà tạm thời thì chắc là mình để ở đây đi các bạn. Rồi đó, mình sẽ để như thế này cho nó kiểu mát mát xíu và cũng nhẹ nhẹ xíu nha các bạn. Rồi mình đã đến khu luyện tập kế tiếp rồi các bạn. Rồi để xem nào. Ô, cái chỗ này vẫn chưa mở hả? Oh my god, chỗ này vẫn chưa mở nha các bạn. Để mình coi thử coi. À, có mấy thanh niên 500 mấy tê ở dưới nè các bạn. Nãy giờ mình đã đi hết map rồi và không thấy thanh niên 1E các bạn ơi. Chỉ thấy 500 mấy tê à. Một nhát. Để mình chém nó thử coi. Ê ê ê ê, lại đây lại đây lại đây lại đây. Ôi nó chạy nó chạy nó chạy các bạn ơi. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ nâng cấp vũ khí cho mình nha các bạn. Vũ khí của mình chỉ mới level 50 mấy thôi mọi người. Và bây giờ mình sẽ nâng lên, nâng lên, nâng lên. Đó, mình sẽ dùng tiền chỉ để nâng cái này thôi các bạn. Hết rồi hả? Oh, hết rồi các bạn. Mình phải lên 1.32B nữa thì mới có thể nâng tiếp được các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta chỉ chạy thôi mọi người ơi. Chạy. Trời đất ơi, chạy như thế này thì biết bao giờ mới lên 61T đây các bạn. Khá là lâu luôn mọi người. Đó, chạy như thế này khá là lâu luôn. Thôi, bây giờ chúng ta sử dụng cái này đi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng mấy cái này nè mọi người. Kích hoạt để nhân đôi hiệu quả luân xa. Thôi, cái này thì dễ rồi các bạn. Cái nhảy với lại cái chạy nè các bạn. X2 nè. Rồi, cái này là cái gì đây? Kích hoạt để tăng gấp đôi sát thương khi chiến đấu. Su là cái gì? Su là thu nhập, tăng thu nhập thôi các bạn. Ok, nhân đôi kiểu rèn luyện các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình sẽ nâng
hai cái này nha các bạn, mình sẽ mua hai cái này nha. Rồi một cái nè, hai cái nè các bạn. Đó, để mình coi thử coi đâu. 195 á. Ok, nó cũng nhanh xíu xíu các bạn ơi. Rồi rồi rồi, vô là vô thôi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ luyện tới 61T, một cái chặng đường khá là dài luôn mọi người ơi. Đó, nhưng mà không sao, mình thấy nó cũng đây nè, đó, nói chuyện xíu là nó đã lên được 1T rồi các bạn. Trời ơi, cái gì mà T với B không à? Ồ, tôi mới thấy cái gì đây. 2T. Ủa, 2T bình thường mà. B các bạn ơi, B. Nhưng mà vẫn không thấy top server ở đâu nha các bạn. Vẫn không thấy top server ở đâu nha. Khá là buồn luôn. Thanh niên này phải không? Rồi, thanh niên này vẫn luyện tập các bạn ơi. Rồi, cố gắng chạy thôi các bạn. Ơ, sao nó không lên nữa ta? What the hell? Nó không lên cho mình. À, nó cộng rồi các bạn ơi. Lâu lâu nó hơi bị lắc xíu. Rồi, ok, rồi để mình qua cái khu nhảy coi nó nhảy như thế nào nha. Hình như ở đây nè mọi người. Ồ, cái gì vậy, cái gì vậy? Không có giỡn nha, tôi tới 1B lận đó. Ok, và mình sẽ qua bên đây. Nhảy. Đó, một lần nhảy của mình là lên tới 300 mấy các bạn ơi. Rồi. Để mình qua cái khu đó. Phải thanh niên, à, không phải các bạn ơi. Toàn là mấy thanh niên tê không các bạn. Tê thì mình gấp 1000 lần mấy thanh niên này mà. Rồi, qua bên đây thử coi. Bên đây thì sao ta? Bên đây thì không có gì cả các bạn ơi. Nói chung là cũng bình thường thôi mọi người. Trời ơi trời. Mình lỡ đánh thanh niên kia rồi. Quá đèo, sorry nha. Trời đất ơi, lỡ đánh các bạn ơi. Cái này không phải là ức hiếp người người yếu đuối nha các bạn. Trời đất ơi, thật ra các bạn cũng không yếu đuối đâu mọi người ơi. Ok, thì chắc là bây giờ mình sẽ qua bên kia và hoàn thành nhiệm vụ nốt nha mọi người. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình hoàn thành nhiệm vụ nha. Và nếu như mà mình gặp mấy cái thanh niên top 1, top 2 thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Ok các bạn ơi, sau một khoảng thời gian chỉ có một chút nữa thôi là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi đây mọi người. Thì bây giờ mình còn có 1T thôi mọi người ơi. Rồi, vô luôn. Và yes, hoàn thành nhiệm vụ được 700 tỷ. Ôi, cái số nó nhiều quá ha các bạn. Thì nhiệm vụ kế tiếp của mình là mình sẽ luyện tới gấp đôi số lực máu hiện tại của mình nha các bạn. Thì bây giờ cái này nó đơn giản lắm các bạn. Chỉ cần ngồi đây AFK thôi mọi người. Đây nè, bây giờ cho các bạn xem nè. Đó, mình ngồi đây mình AFK và nó lên. Và nó lên rất là nhanh luôn nha các bạn. Và nhân tiện đây thì mình sẽ học được một cái kỹ năng. Đó chính là kỹ năng cái này là cái gì đây? Đây là cái kỹ năng băng phá nha mọi người. Nhưng mà đây nè, nó để là 200 mấy B hả? Wow, 200 mấy B máu lận các bạn ơi. Mình cứ tưởng là 200 mấy T thôi các bạn ơi. Mình nhìn lầm rồi mọi người. Mình nhìn lầm thiệt rồi. Và ở đây thì 1B máy. Đó, ngày càng những có kỹ năng cấp cuối đó các bạn. Đó, mấy cái này kỹ năng cấp cuối nè mọi người. Rồi, cái gì đây? Thanh niên này muốn đánh lộn á. Để coi coi thanh niên này định làm gì nhớ bạn. Đó, định quét tôi kìa. Wow, quái trưởng thiệt luôn các bạn ơi. Nhưng mà không hiểu sao thanh niên lại bị chết nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ coi thử coi khi mà mình nâng đúng không. Thì mình sẽ nâng lên tơ thôi các bạn ơi. Vẫn không lên được 200 mấy bê nha mọi người. Bê phở nha chứ không phải bê bò nha mọi người. Nói chung là cái muốn học được cái kỹ năng này thì hơi bị khoai luôn các bạn. Băng phá nè. Rồi cái kỹ năng này thì tới B nữa các bạn ơi. Ôi trời đất ơi, cái này mà tôi mà đạt được cái này hả, nói chung là nghỉ game liền luôn các bạn. Bởi vì quá mạnh rồi mọi người ơi. Và mình vẫn chưa gặp được hai thanh niên này nha các bạn. Hai thanh niên này không biết là ở đâu luôn các bạn ơi. Rồi để mình ngồi đây coi thử coi. Và chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha. Ôi trời ơi, cái gì vậy, cái gì mà gió lốc. Không. Mấy thanh niên này nhỏ thôi các bạn. Nhỏ con thôi, mình búng cái một là xỉu rồi các bạn ơi. Rồi, thì chắc là hẹn gặp lại các bạn khi mà mình ngồi ở đây thiền xong nha các bạn. Ok, để mình giải quyết cái thằng này. Mày. Đó, trời đất ơi, Naruto mà chơi. Đây rồi các bạn. Ủa, phải không ta? Khoan, tôi B các bạn. lâu lộn á các bạn ơi. Chứ mình cứ nghĩ là cái thanh niên này top 2 nhưng mà không phải. Rồi, muốn kiếm top 1, top 2 cũng hơi khó nha các bạn. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đủ 700 tiếp nha các bạn. Cái gì đây? Hello bạn top 3 nhé. Trời đất ơi. Bây giờ hello lại đi các bạn.
Hello bạn nhé. À, Kirito các bạn. Một bạn có tên là Kirito. Ấy vô, chỉ còn một xíu nữa thôi là mình sẽ hoàn thành tiếp nhiệm vụ nha. Thì hiện tại là mình mới vừa nâng tiếp nha mọi người. Nó khá là kiểu nó ngày càng khó đó các bạn. Muốn lên được nâng tiếp á thì nó ngày càng khó nha. Rồi thì vậy xong. Vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ tiếp rồi. Và nhiệm vụ kế tiếp là đi đánh các bạn ơi. Đi chém chém như thế này nè. Ở chém đến khi nào được 200 mấy tê thì thôi các bạn. Ây da, cày hơi khổ nha. Rồi để bây giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái thằng top 1, top 2 ở đây nha. Rồi không biết là mấy thanh niên này chui ở đâu rồi các bạn ơi, không thấy nữa. Rồi, B hả? Không, B này không phải rồi các bạn. B này là B bò rồi các bạn ơi. Rồi để mình xuống sâu hơn nữa để xem nào. M nữa các bạn ơi. M thì nói chung là mình búng cái một, mình chạm cái một luôn các bạn. Rồi M nữa các bạn. Ok. Và ở dưới đây là cái gì? Lại là M nữa mọi người ơi. Siêu xây da các thứ. Ây trời. M mà chiến quá vậy. What the hell M mà chiến vậy. A few moments later. Hiện tại là mình đã mới vừa thoát ra vào game lại. Và kết quả là mình đang là top 2. Và trước mặt mình đây là thanh niên top 1 các bạn ơi. Ok, thanh niên này có vẻ như là đang AFK hay sao á mọi người. Để bây giờ mình sẽ thử chiếm dùm nha các bạn. Rồi thì hiện tại khi mà mình out ra, mình đã nhận được 6 viên lục đạo luôn nè các bạn. 6 viên hắc cầu luôn nè các bạn. Thì không biết là khi mà lên cấp kế tiếp thì mình sẽ được nhận cái gì nữa mọi người ơi. Rồi trước mắt là bây giờ tôi sẽ gình cái thanh niên này các bạn. Đâu để tôi coi thử coi thanh niên này khi mà lên rồi. Wow, khi mà lên thì mấy cái viên hắc cầu nó sẽ thành màu cam các bạn. Tóe lửa các thứ rồi các bạn. À, đây là hình dạng mới mình nhìn trước các bạn ơi. Ok, không sao, bây giờ mình sẽ xử lý nha. Go. Bazooka. Trời ơi, vẫn không được các bạn. Wow, trâu vậy mẹ. Trâu vậy, đúng là người có sức mạnh gấp 3, gấp 4 lần mình mà các bạn. Cái thanh niên này mà tỉnh một cái hả là chắc là mình tới công chuyện luôn á. Rồi, rồi chiêu này không thấm các bạn. Oh my god. Cái chiêu này không thấm, chiêu cuối nó không thấm. Nói chung là tôi thấy chiêu Gomugo á là nó cũng khá là mạnh nè. Chiêu thứ hai cũng mạnh nè. Ok, chiêu thứ ba thì vừa thôi các bạn. Ok, để bây giờ mình sẽ đánh nó. Rồi, liệu có thắng được đây. Rồi, thanh niên không tỉnh rồi các bạn ơi. Rồi, thôi xong thanh niên. Cái tội hả. Thanh niên này chắc là treo máy xong mệt quá ngủ rồi các bạn ơi. Rồi thì có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Cũng đã Rồi thì có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. Và trong thời gian off thì chắc có lẽ mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và sau đó mình quay cho các bạn xem là khi mà tiến hóa tiếp sẽ được cái gì nha. Bye bye mọi người.